quay trở lại với kênh Gà Công Nghệ của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn xem cái số người mà đã xem cái tin của các bạn ở trên Facebook, bao gồm là những người là bạn bè của bạn và những người là không phải là bạn bè nha. Ok, thì để làm được điều này các bạn hãy mở ứng dụng Facebook của bạn ở trên điện thoại lên nha. Sau khi mà mở ứng dụng Facebook của bạn ở trên điện thoại lên xong thì các bạn sẽ thấy ở đây có cái phần là ở chỗ trang chủ nè. Trang chủ là cái phần mà có cái nút biểu tượng nhà màu xanh ở đây nè. Còn nếu đối với những bạn sử dụng Android, còn iPhone nó sẽ ở phía dưới này nha. Các bạn sẽ thấy cái phần tạo tin ở đây và các bạn sẽ chạm vào cái phần tạo tin này và các bạn đè và giữ, nhấn giữ thật là lâu nha. Bạn đè và nhấn giữ một lần thôi. Nhấn vào đây. Thì khi đó các bạn đè và nhấn giữ thì các bạn sẽ thấy được là cái chữ đó là kho lưu trữ tin nè. Các bạn sẽ thấy chữ kho lưu trữ tin này và các bạn chạm vào chữ này. Sau khi chạm vào chữ kho lưu trữ tin này thì đây là những cái tin mà các bạn đã đăng rồi và nó đã hết hạn rồi. Thì các bạn muốn xem cái tin nào đã có bao nhiêu người xem và những người xem là những ai thì các bạn sẽ chạm vào cái tin đó. Ví dụ mình sẽ chạm vào cái tin này. Và mình muốn xem cái số người xem thì mình sẽ chạm vào cái chỗ phần là người xem ở phía dưới góc bên trái màn hình điện thoại của bạn này. Các bạn chạm vào phần người xem này. Bây giờ mình sẽ chạm vào phần người xem này và mình sẽ thấy ở đây là danh sách những cái người đã xem tin của mình, bao gồm những người là bạn bè. Và các bạn kéo từ từ xuống phía dưới thì các bạn sẽ thấy là một cái mục dưới cùng luôn. Các bạn sẽ thấy một cái mục đó là một người khác nè. Các bạn sẽ thấy một người khác. Thì cái một người khác này là những cái người mà các bạn chưa kết bạn mà người ta đã xem cái tin này. Và hiện tại thì Facebook nó sẽ chỉ cho các bạn biết là có bao nhiêu người khác đã xem cái tin này của bạn thôi, chứ nó không có nêu rõ là người khác nó là ai nha. Còn đối với những người mà các bạn đã từng kết bạn rồi, hoặc là các bạn đã từng kết bạn rồi mà hủy kết bạn, hoặc là những người mà các bạn chưa kết bạn mà đã nhắn tin với họ, thì họ vẫn có thể xem được cái tin này và nó sẽ hiện lên ở chỗ cái phần là người xem nha. Nó vẫn sẽ hiện thể lên chỗ phần người xem, chứ nó sẽ không nằm ở cái mục là người khác nha. Đó. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu xong cho các bạn cái cách để mà các bạn xem cái danh sách người là đã xem cái tin của bạn ở trên Facebook nha. Nếu thấy cái video này của mình hay thì các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để xem thêm video mới để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn.